ai xích các bạn ơi. Nè bạn ai chứ. Wow, không ai, không ai chứ các bạn. Rồi, các bạn cho mọi người cùng xem nha, tiếp tục. Hôm nay mình quay chiếc máy cắt Kubota DC 100 các bạn. Rồi, hiện tại đang đang cắt ở đây là đồng ở Sa Bằng nha các bạn. Máy này làm như nãy giờ chạy mình thấy nó cũng hơi dẻo lắm nha các bạn. 100 mà chạy qua đám đuối luôn. Giống lúa làm như giống đất 5451 các bạn ạ. Quá trời quá. Đậu đâm ở đây luôn. Rót rót đầu luôn. Giữ được chân. Nó tầm lẻ mà chạy vậy đó. Ngán luôn trời. Nó đang gắn bánh xích. Ừ, đi vô bánh xích. Hả? Quá dẻo ha. Trời ơi, ông bắt cái gì rồi? Giống này chắc 5451 hả? 5451. Thấy cũng đỡ quá nè. Hổng gài mấy người làm 54 thấy thắt quá trời luôn. Giống này 5451. Giá đỡ không? Năm nay như này. À, vậy là cũng được 5,5 ha. Tính ra vậy đâu có cao hơn 54 nhiêu đâu trời. 4 bán trước thì 5,4, 5,6, bây giờ nó còn là 5,4. Ờ, vậy đấy hả? Bữa hổm thì cũng có nghe một số nói bỏ cọc thì được 6,000 mà tới căn thì xin bớt thì còn mất 5,4 vậy đó hả? Ừ, quá trời. Tưởng năm nay 5,4 ngon cơm rồi. Ờ thì vừa bổ đồng chắc cỡ 500 kg. Vừa hổng cũng có nghe chú kia ông nói bổ đồng được cỡ 500 kg được. Thì ổng tính cũng như pháo què đó. Chứ không có lời. Ờ không mà thiệt năm nay cái dàn 504 giờ mình thấy nó làm sao đâu á. Nó đơ 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 y gan như bị mũi hành vậy đó, ha. Dàn cao. Ờ vậy là kêu dàn cao đó ha. Ờ còn cái tấp 54 51 này thì dàn lúa thấy đỡ nha các bạn. Chấm chấm đít á. Tiếp luôn. Nó tài xế này nạp dữ quá chứ. Lội này cái phim bơi luôn rồi. Hồi giờ dài mấy miếng này cắt luôn không ta? À. Rồi xã Hà Thu là xã OM 18 công tất. Rồi. Hai xã 4 5 1 không lợi. Không không lợi OM ha. Mà thằng đó sao mà nó dễ sập quá. Ủa em hả? Ừ. Đâu sập, cay chứ. Cứng không? Ủa cái thằng gì được rồi. Bữa hổm nó hồi vụ đông sưng ở không đông sưng thì nó ngã. Ừ. Đông sưng thì nó mềm gã lắm nhưng mà thu với vụ ba là nó không ngã. Ờ vậy đó hả? Ừ. Mấy hàng chứ hồi vụ đông sưng rồi đó hả trời. Ngã chân luôn. Ừ ngã chân luôn rồi miếng nào cũng sắc gạt chân luôn. Ừ, nước nó không ngã. Ờ vụ ác hết ta. Vậy mà vụ nước nó chịu. Cũng lợi hại ha, cũng phải biết nó mới được.
tới 3 người hứng nha các bạn. Trời ơi chuột. Wow, hai ổng gục chuột dữ vậy. Trời ơi, hai chiếc máy kéo đua kìa các bạn. Kìa. Ồ, đang đua rồi. Mắp rồi kìa, mắp rồi kìa. Ghê chưa? Quá luôn. Đua. Trời ơi. Trời ơi, chạy kìa. Ngang tài ngang sức các bạn ơi. Ngang tài ngang sức. Wow, không ai hơn ai chứ các bạn. Bên này tới trước. Chạy ghê trời. Bên này tới trước nha bạn. Chạy ghê không? Nó cũng chịu đua ghê. Đùa quá đùa luôn hả? Ồ, cái cổ này cũng lớn ghê các bạn, cổ dài quá luôn ha. Cổ dài lắm. Cổ mình nói gì mà dài hơn cổ bên đây nha. Dài hơn bên đây. Rớt. Cổ này còn hơn nha bạn, bích xích nhỏ hơn luôn. Còn cậu bên đây là hình như xếp tới 95 các bạn ơi, thấy quá dài luôn nè. Dài, cậu đây dài vậy luôn. Quá đua luôn bạn. Má hà nó kéo đua luôn. Ôi ôi, chỗ chạy ra. Quất. Ủa đập ra. Quất. Ồ nhỏ nhỏ hay trời. Trời ơi. À lái hôm qua nha bạn ơi, quá trời dẻo luôn. Trời trời. Dạ. Ở phòng luôn chưa? Tới lường luôn. Rồi. Đánh cái vòng nó tuốt ngoài luôn rồi. Này chết tới 95. Đủ ghê. Khá dẻo. Trời ơi. Chết này chết 95 hay chết 100 ra lẻ luôn trời. Dữ lắm bự các bạn. Coi nè. Hết hồn luôn. Không có chạy động cơ gì luôn nha các bạn. À, hiện tại thấy hai cây nha. Thêm một cây 100 lẻ đang chạy lại nữa. Nó qua luôn kìa. Hai cây 100 lẻ.
hai cây chạy chung nha các bạn. Quá vô chạy luôn. Trời ơi im gì. Đó, không? Ồ 200 lẻ mà chạy chung cái ai chịu nổi trời. Bình địa luôn. Cái chấm trời ra không đi luôn dữ vậy kìa. Tới cái máy ra được nè các bạn ha. Rồi. Dữ dằn thì chết.